Xin chào các bạn, hôm nay trại cá cảnh Thiên Đức xin được giới thiệu đến các bạn một dòng cá cảnh hoàn toàn mới đã có mặt tại Thiên Đức. Đó là dòng cá cầu vồng vây dài short body. Đây là dòng cá mới được lai tạo thành công, có một vẻ đẹp độc lạ. Dòng cá này rất dễ chăm sóc, chúng sống ở độ pH 7 đến 7.5, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ. Cá cầu vồng vây dài short body là dòng cá có tập tính hiền hòa, có thể nuôi chung với tất cả các dòng cá thủy sinh, với màu sắc rực rỡ và những chiếc vây dài độc đáo. Loại cá này chắc chắn sẽ mang lại cho hồ cá của bạn thêm phần sinh động. Còn chần chừ gì nữa mà không dinh ngay những chú cá xinh đẹp này vào bể cá của bạn? Hãy truy cập vào đường link cacanhthienduc.com để sở hữu ngay những chú cá xinh đẹp này nhé. Xin cảm ơn các bạn.